Hi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần chơi Rebirth of the Night. Và trong video tập trước thì mình đã chuyển hóa biến cái em chuột của mình đó các bạn trở thành một em chuột rồng. Thì có khá là nhiều bạn yêu cầu mình là thử kết hợp nó với lại cái lòng boner của con zombie đó các bạn. Kết hợp con chuột rồng với lại cái lòng boner của con zombie thì thử xem coi có tạo ra được điểm kinh nghiệm một cách tự động hay không á. Thì mình thấy cái ý tưởng này cũng rất là hay luôn, nhưng mà mình không biết là mình có làm được hay không nữa. Bởi vì mấy cái con zombie trong phần chơi này của mình nó có rất là nhiều kỹ năng đặc biệt, như là đập phá block nè, rồi xây dựng block nữa. Đập phá block thì mình có thể feed được bằng cách là xây dựng bằng hắc diệm thạch nè, nó sẽ không đập được. Nhưng mà xây dựng block thì gần như là không có cách nào ngăn chặn nó lại hết. Bởi vì nó khi mà nó xây dựng block á, nó có thể làm cái máy của mình bị lỗi bất cứ lúc nào luôn á. Cho nên là hơi khó nè, mình không biết là mình có làm được hay không nữa. Trong phần chơi này thì nó hơi khó một chút. Cho nên là bây giờ thì thôi kệ nó, coi như là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, mình sẽ làm một cái tập nghiên cứu và thí nghiệm thử xem coi mình có làm được mấy farm điểm kinh nghiệm một cách tự động hay không nha. Thì hắc diệm thạch loot từ trước tới giờ đó để dành á thì cũng còn cho mình 34 cái nè. Thì mình sẽ lấy theo trên người luôn. Rồi sẻng cuốc các kiểu á thì mình đã có trong này. Sẻng thì tạm thời mình sử dụng cái sẻng bằng sắt thôi. Còn kim cương của mình thì bây giờ thì nó cũng cạn kiệt rồi. Sau khi mình nâng cấp cái em chuột này lên nè, rất là tốn kim cương luôn á. Cho nên bây giờ thì kim cương cũng hết rồi. Chắc là sau này chờ làm một chuyến đi mai rồi. Thôi bây giờ thì mình sẽ bay qua phía bên chỗ ngôi làng nè. Đi qua phía bên ngôi làng một chút thôi là mình sẽ có cho mình một cái căn phòng nè. Đó đó, một cái căn nhà đá đóng rêu ở bên đây. Thì mình thấy là ở trong này nó có cái lồng banner á. Hai cái lồng banner của con zombie luôn. Để mình lấy cây đốt ra mình đem vô trong mình thắp sáng ở trong này cái. Đó. Hai cái lồng banner trong zombie trong này nó gần với nhau nè. Mình có thể tận dụng nó để farm được điểm kinh nghiệm thử. Thì ở đây mình cần phải nhanh chóng dọn dẹp hết cái mớ đá ở đây ra nè. Rồi dọn dẹp đất đá cái kiểu ra luôn. Để mình xây cái chỗ này, biến cái chỗ này trở thành một cái như là một cái căn phòng á. Căn phòng spawn zombie. Rồi sau đó thì mình đem mấy con chuột qua thôi. Mình sẽ sử dụng theo một cách rất là Minecraft vanilla luôn. Để farm thử coi coi có thành công hay không nha. Chỉ khác biệt ở chỗ là mấy con zombie á, nó có khả năng đặc biệt thôi. Hay mình sẽ lấy cái rìa ra để đập cái rương luôn. Thì mình sẽ đào ở chỗ này ra, rồi sau đó làm một cái sàn nước ở phía bên dưới á. Rồi bắt đầu mình sẽ cho nó spawn ra và xây dựng căn phòng ở phía bên trên cho nó tối lại nữa. Rồi cho nó spawn ra. Rồi mình đang ý tỉnh định là sẽ bỏ mấy cái con chuột, cái con chuột của mình á, vô phía bên trong để cho nó xử lý mấy con zombie. Thế là sẽ tạo ra được điểm kinh nghiệm. Đó là lý thuyết thôi các bạn. Còn thực tế thì cũng chưa biết nó có thành công hay không nữa. Thôi thì cứ vừa xây dựng vừa nghiên cứu nha. Còn bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng sử dụng kỳ sản. Mình dọn dẹp hết cái mớ đá, mớ đất ở đây là cái đã. Bây giờ chắc là mình sẽ nghiên cứu, mình thiết kế cái hệ thống máng nước ở phía bên dưới này nè. Để cho nó gom mấy con zombie là chính giữa và rớt xuống phía bên dưới. Thì mình có cho mình mấy cái xô nước nè. Đó, mấy cái xô lần trước làm xúc múc lava rồi đó. Múc lava có nè, mình sẽ đem vô phía bên trong luôn. Để mình sử dụng. Ủa? Múc vô chứ. Rồi, ok. Mình sẽ múc vô ở trên này, chắc là mình không cần phải sử dụng hắc diệm thạch đâu. Mình cứ sử dụng bình thường thử coi được không nha. Đó, trên này thì nãy đào có thêm cho mình mấy cục đá nè. Thì mình sẽ tận dụng luôn, ốp thành cái bờ biên. Lát nữa thì mình cũng sẽ kéo cho nó cao lên phía bên trên thôi. Cao lên phía bên trên để cho nó bít hết cái chỗ này lại. Còn bây giờ thì tạm thời như vậy, để mình có thể test thử. Cái này mình cũng chưa có test thử nữa, cho nên là hy vọng là nó sẽ thành công nhé. Đổ nước ở phía bên đây, rồi ở phía bên kia luôn. Mình có ba cái xô nước thôi, cho nên là cần phải chạy ra chạy vô. Bay ra phía bên ngoài luôn. Nước ở trong này thì nó không có vô hạn á, cho nên là cho dù mình múc ở chính giữa nè, đó, nó cũng không có hồi phục lại đâu. Múc hết luôn, múc hết con sông này luôn nha. Rồi, bây giờ thì đi vô phía bên trong mình, ốp nước ở phía bên đây nữa là xong nè. Thử xem coi nước nó chảy tới đâu nha. À, nước nó chảy tới đây còn cho mình lại là... À, con slam. Ua, chưa gì hết, có con slam nó xuất hiện rồi. Đang ngồi tính toán thì cái con slam nó xuất hiện. Tấn công luôn, lấy điểm kinh nghiệm luôn. Và có slam bình thường rất dư hấu nữa hả? Rất là nhiều slam, nhiều loại với nhau. Nhiều loại khác nhau và có được cho mình cả dưa hấu nữa. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái cây sẻng của mình. Cây sẻng của mình thì đào nãy giờ. Ủa sao lại slam đâu nhiều dữ vậy? Slam hay là slam gì mà nó đỏ lờm nè. Hình như là slam. À slam. Slam cái cầu lửa. Ở đây thì mình sẽ đào xuống phía bên dưới. Cái cây sẻng của mình sắp hư rồi. Chắc là cần phải chạy về làm cây sẻng mới rồi. Mình sẽ đào cho mình một cái ô xuống phía bên dưới này. Đấy, mình sẽ đào ở đây xuống phía bên dưới.
và đào sâu sâu xuống phía bên dưới. Mình sẽ nhìn lên phía bên trên cho tới khi nào cái lồng banner nó tắt đi thì mình sẽ dừng lại nha. Đó, cái lồng banner thì mình thấy nó vẫn còn hoạt động cho nên là mình sẽ đào thêm xuống phía bên dưới nữa. Thêm xuống phía bên dưới nữa. Nó vẫn còn hoạt động thì mình có thể đào sâu thêm nữa đó. Thì cái lồng banner đó nó có giới hạn nha. Mình mà đào sâu quá xa quá đó thì cái lồng banner nó sẽ không hoạt động nữa đâu. Và đây thì mình thấy nó ngừng hoạt động rồi nè. Nó ngừng hoạt động thì mình sẽ tăng lên một ô thì đứng ở trên này. Đó, đứng ở trên này thì mình thấy cái lồng banner nó bắt đầu xoay á. Là chắc chắn là ở trên nó sẽ có thể hoạt động được. Thì bay lên phía bên trên thôi. Đó, bay lên phía bên trên thì ở đây mình sẽ đào xuống luôn. Không biết là như vậy có nhỏ quá không nữa. Theo cái kiểu này thì nó kiểu như là nó có một ô chính giữa và bốn ô ở xung quanh á. Thì không biết là có bị kẹt mấy con zombie ở trên lại hay không. Thôi kệ nó, coi như là cứ test thử đi. Lát nữa mà không được thì mình có thể sửa lại cái hệ thống nước ở phía bên trên. Hay là bây giờ sửa luôn. Ở đây bây giờ mà muốn sửa đó. Sửa nước, à nước ở đây có thể đóng băng lại nữa hả? À, nước đóng băng lại thì mình cần phải che ở phía bên trên lại. Đây, che ở phía bên trên lại luôn nha. Che tạm ở phía bên trên lại như vậy thôi. Đó, che là như vậy để cho nó không bị đóng băng lại. Là ok. Đây, xong rồi đó. Bây giờ mà muốn cho nó có 3 ô ở chính giữa hoặc là 2 ô ở chính giữa nè thì mình cần phải dời cái này ra thêm một ô. Ok, chắc là mình sẽ dời ra một ô luôn đi. Đây, múc lại sâu nước. Mình sẽ đập cái vách ngay chỗ này ra nè. Đó, mình sẽ dời ra phía bên ngoài thêm một ô nữa để mình có thể chuyển nó vào trong chính giữa. Rồi, cái sản của mình nó cũng hư luôn rồi. Thôi, mình sẽ chạy về mình làm cái sản mới rồi mình sẽ sửa lại luôn nha. Sau một hồi mà mình thiết kế lại cái hệ thống đường nước đó các bạn thì mọi thứ cũng đã ok. Mình có 4 ô ở chính giữa để cho con zombie nó rơi xuống phía bên dưới á. Và bây giờ thì cũng trời tối và nó không cho phép mình đi ngủ trong đêm hôm nay rồi. Cho nên bây giờ thì mình xây dựng tiếp thì nó hơi khó. Ở bên trên thì có con Calatin nó cưỡi Chocobo luôn kìa. Đó, bây giờ thì mà mình tiếp tục xây dựng thì nó hơi khó. Cho nên bây giờ thì mình sẽ đi xuống phía bên dưới lòng đất để mình đi đào thêm cho mình hắc diệm thạch nha. Đồ thì mình đã chót vào trong này hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi đào cho mình thêm hắc diệm thạch trong lúc mà chờ cho nó trời sáng á. Thì mình sẽ nhanh chóng đi đào cho mình một mớ hắc diệm thạch đem về. Lát nữa thì mình phải cần có rất là nhiều á. Cho nên bây giờ thì nhanh chóng bay xuống phía bên dưới để mình đi đào luôn. Sau khi trời sáng thì mình sẽ lên trên để mình tiếp tục xây dựng và thiết kế nâng cấp lên bằng hắc diệm thạch luôn. Để cho mấy con zombie á nó sẽ không tấn công được, nó không đập phá được cái lồng banner cũng như là không đập phá được cái chỗ farm của mình. Nãy giờ mình đi đào hắc diệm thạch đó các bạn thì trời cũng bắt đầu sắp sửa sáng rồi nè. Phải nói là mình lên rất là đúng lúc luôn đó. Mình đã đào được cho mình 2 sắc 23 cục hắc diệm thạch. Không biết là có đủ hay không nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình quyết định là thay đổi cái sàn nè. Cái sàn này của mình bây giờ nó đang bằng đất. Mình muốn thay đổi nó trở thành bằng hắc diệm thạch luôn. Để cho mấy con zombie nó không tấn công được á. Chứ ở đây mà bằng đất á là nó đập ra được. Nãy mình đứng ở đây mình thấy rồi, nó đập tan nát hết. Rồi nó còn có đặt block nữa các bạn. Đó, block đó là của nó đó. Nó đặt ở trong này thì có thể bị lỗi cái máy của mình nữa nè. Cho nên là không biết là xây dựng xong nó có thành công hay không mà. Ây da. Rất là tốn kém. Rất là tốn kém hắc diệm thạch của mình. Ở đây thì vẫn còn sót mấy con quái hồi nãy nè. Cái đêm hồi nãy nó vẫn còn sót lại. Thôi bây giờ thì mình cũng sẽ sử dụng hắc diệm thạch của mình để mình sửa lại chỗ này. Thì chỗ này mình chỉ cần đập mấy cái cục này ra nè. Đó, cục này ra ấp xuống. Rồi bên đây luôn. Chắc là mình sẽ múc nước lại đi. Nước ở đây bây giờ nó chảy tầm lum quá. Mình sẽ lấy cho mình mấy cái xô nước ra nè. Múc lại hết. Múc bên đây lại luôn. Đó, cất xô nước vô. Còn ở phía bên kia thì chắc là mình sẽ đặt cục đá vô để phá hủy cái block nước ở đây luôn. Để mình có thể dễ dàng di chuyển dưới này hơn. Đặt bên đây một cái luôn. Rồi, xong. Bây giờ thì mình chỉ việc là hạ cái sàn này xuống thêm một ô nữa. Để mình có thể bỏ mấy cục hắc diệm thạch ở phía bên dưới. Và mình sẽ sử dụng theo cách tiết kiệm là đó, đặt như vậy thôi nha. Chỗ nào không cần thiết á thì mình sẽ không đặt nó. Và, ôi, cái này đất bình thường cũng có thể biến thành đất cỏ được nè. Khi mà cầm cái sàn. Rồi, bây giờ thì mình cũng sẽ nhanh chóng hạ cái sàn này xuống một ô rồi ốp toàn bộ bằng hắc diệm thạch lại. Ở trên này chắc là mình sẽ ốp lên cho mình cao khoảng 2 ô lên phía bên trên. Có cần không? Chắc là phải đây thì chắc là sử dụng bằng đá thôi. Đó, ở dưới cái sàn thì mình sẽ sử dụng bằng hắc diệm thạch, còn ở trên thì mình sẽ tiết kiệm nha. Hắc diệm thạch thì của mình không có nhiều á, cho nên là mình sẽ ốp ở phía bên dưới này thôi. Còn ở phía bên vách tường chắc là sử dụng bằng đá thôi. Nếu mà nó đục ra phía bên ngoài được á thì mình sẽ ốp bằng hắc diệm thạch luôn. Còn nếu nó không đục á thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều hắc diệm thạch của mình luôn á. Chủ yếu là cái sàn ở dưới này thôi. Tất cả mọi thứ đã ok, mình nghĩ chắc là ổn rồi đó. Bây giờ thì mình chỉ việc là làm sao mà cho cái con zombie nó rơi xuống phía bên dưới này nè, mà nó không có tiếp tục đập phá block ở dưới này nữa thì mới được. Ở phía bên trên thì mình có thể nhìn thấy được cái lồng banner xây xây là ok rồi.
Còn phía bên trên như là còn sót một ô thì phải. Để mình lên mình đặt luôn nha. Ở trên này thì chỉ cần nó như vậy thôi là được. Đây. Bây giờ ở dưới này thì con zombie nó sẽ cho mình sẽ cho nó đứng ở đây nè. Đó, nó sẽ đứng ngay chỗ cái ô này. Thì nó đứng đây. Đó, mình sẽ đào ra phía bên ngoài. Hướng này là hướng nhà của mình nè. Đó, mình sẽ đào qua hướng phía bên đây rồi sau đó thì mình sẽ ốp kiểu như ốp hắc nhiệm thạch á, vòng 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 ở đây lại để cho nó đứng ở trong này mà nó không có đi ra phía bên ngoài được. Nó không có làm gì được hết á. Thì ổn. Cho nên là phải mở rộng ra thêm một chút đó. Mở rộng ra thêm nè, rồi ốp hắc nhiệm thạch lên như vậy. Đó, bên đây thì tiết kiệm thôi. Đó, tiết kiệm ốp như vậy. Rồi ở trước này thì ốp cho mình hai cục nữa là được. Nhưng mà mình sẽ ốp ở trong này trước cái đã. Để ốp xong đi vô không được á. Đó, ở trên này trước, cao lên thì hắc nhiệm thạch hết rồi. Nhưng mà còn 34 cái nè, 34 cục này là từ đầu tới giờ này chưa có sử dụng luôn. Cho nên là mình còn lại. Rồi, xong tất cả mọi thứ đã ok đó. Con zombie nó sẽ đứng ở đây và mấy em chuột của mình đó thì sẽ ở dưới này luôn. Và tấn công mấy con zombie khi nó đứng đây. Còn nhiệm vụ của mình bây giờ thì cần phải đào một cái con đường đi lên phía bên trên. Thì chắc là đào theo đường zig zag để lên phía bên trên đi. À, lên đúng hướng rồi nè, cái hướng này là hướng nhà của mình. Vậy là mình lên đúng hướng rồi đó. Mình có thể mở rộng ra thêm để dễ dàng đi hơn. Rồi, bây giờ thì lấy hết tất cả cái mớ đá của mình đào được từ nãy giờ nè. Mình sẽ đem lên phía bên trên. Đá trong này thì mình đào cũng được không có nhiều lắm nhưng mà ở nhà mình còn, không sao đâu. Mình sẽ lên phía bên trên này mình sử dụng nó thành gạch đá cho nó đẹp nha. Đó, nén nó lại trở thành gạch đá cho nó đẹp chứ sử dụng gạch bình thường nhìn nó cùi quá. Cho nên là ốp như vậy lên. Ở đây thì chắc là lát nữa không cần thiết nữa đâu. Nên có thể bỏ ra nè. Sau khi mà mình có cái phần nóc ở phía bên trên đó thì nó cũng không cần thiết nữa. Cho nên là mình có thể bỏ ra. Rồi, ốp lại hết chỗ này luôn. Mình sẽ kéo lên cái vách tường này cao lên phía bên trên rồi mình ốp cái phần nóc ở phía bên trên cho ở trong này tối nữa là xong rồi đó. Cái công việc này sẽ khá là đơn giản. Cho nên là mình sẽ cho nhanh qua cái đoạn này luôn nha. Sau khi mà ốp xong căn phòng ở phía bên trên thì mọi con zombie cũng đã rớt xuống phía bên dưới này và nó không có làm gì được hết. Đó, bây giờ thì mình có thể đứng đây xử lý nhưng mà mình sẽ đem em chuột của mình qua để giúp cho mình xử lý. Mình sẽ không phải là người xử lý mấy con zombie đâu. Mình sẽ cho mấy em chuột để xử lý giùm mình. Hy vọng là em ấy sẽ làm tốt cái công việc của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ chuyển, không biết là một em thì có làm việc kịp hay không nữa. Sợ nó làm không sẽ á. Hay thì cứ đem theo thôi. Mình đem theo nè, còn có đem theo cho mình thêm một cái, cái chuồng đây có nè. Đó, cái chuồng đem vào phía bên bển để mình thả nó ra. Thì bây giờ thì test thử luôn để xem coi nó hoạt động ổn không nha. Thì bên đây là đó. Mình đã ốp xong cái căn phòng bóng tối rồi. Cái này gọi là căn phòng bóng tối đi. Bởi vì nó spawn ra rất là nhiều zombie. Đó. Ủa, nãy nhiều lắm mà sao bây giờ mình đi? À chắc là mình bỏ đi á. Mà bỏ em chuột vô, lấy em chuột ra. Rồi mình sẽ cho nó chức năng là follow mình chẳng hạn. Mình đánh vô thử coi. Đó. Nó tấn công và nó sẽ giúp cho mình farm. Mình sẽ chuyển cho nó cái chế độ là mình sẽ ôi nó lụm thịt nó ăn kìa. Mình sẽ chuyển cho nó cái chế độ là đâu rồi. Bây giờ thì nó lung tung quá. Hơi khó. Để mình chỉnh cho nó cái chế độ là tự động đi tìm quái và săn luôn, không follow mình nữa nha. Đây đây, kia quái nè. Nó sẽ tấn công không? Nó đang tìm để đồ thức ăn không à. Nó toàn lụm thức ăn để nó ăn. À đúng rồi, các bạn kêu mình là lắp cây kiếm cho nó. Đây, lắp thử cây kiếm cho nó nha. Rồi đánh một cái xem coi. Wow, nó cầm cái kiếm khổng lồ nè. Các bạn kia cầu mình là cho nó thử cầm cái kiếm thì nó bay lên phía bên trên rồi. Đó, nó tấn công rồi kìa. Nó thấy đồ thì nó cũng sẽ cố gắng tìm đồ nó lụm lại á. Cho nên bây giờ thì phải làm sao đây? Chắc là mình sẽ sử dụng cái cách là cho nó lụm đồ, tự nhặt đồ cho mình. Mà nó đang cầm cái kiếm trên người nữa thì nó không lụm đồ được nè. Nó đang nhậm cái kiếm nè. Kiếm mình không có bỏ trên này được. Phải lấy ra thì nó bắt đầu ăn được nè. Đó. Lấy ra thì nó được cái là nó ăn được. Còn nếu mà mình cho nó cầm cái kiếm thì nó sẽ không ăn được và nó có thể bị hết máu á. Thì mình sẽ thử coi nó cho nó cầm cái kiếm hút máu chẳng hạn. Cái này không có hút máu thôi thì mình sẽ nên đầu tư cho nó luôn. Mình sẽ lên phía bên trên và bây giờ thì trời tối nữa hả. Mình sẽ lên căn cứ của mình để mình đi ngủ cái mình sẽ enchant đầu tư cho nó cây kiếm khổng lồ của mình. Có option hút máu để thử coi nó có hút máu được không nha. Mình thấy là nếu mà nó không ăn thịt zombie được á thì nó máu của nó sẽ ít từ từ đi và nó có thể bị chết. Cho nên là mình sẽ enchant luôn. Enchant cho nó sắc bén hả, lên cấp độ 5 luôn. Mình sẽ cần cho nó hút máu trước. Đó, ưu tiên cho nó cái hút máu thôi. Là được. Rồi ok. Thì mình sẽ cho nó ngậm cái kiếm vô luôn. Đó. Rồi, cái vấn đề mà xây dựng block như vậy thì mình cần phải tìm cách để giải quyết làm sao mà nó không xây dựng block nữa. Mà gần như là không có cách nào hết à. Chỉ có cách duy nhất là đứng ở đây chờ đợi cho nó xây dựng.
Ôi, có mấy anh chiến binh phụ mình nữa nè. Đó. Và không biết bây giờ thì khó nhìn quá. Không biết là nó có hút máu lại không nữa. À, nó hút máu, đầy đầy, đầy máu lại rồi. Wow. Nó đầy máu lại nè. Ôi, 99% rồi nè. Hồi nãy có 8 mấy thôi. Bây giờ thì hút máu lại luôn. Mình sẽ sử dụng em chuột này thử xem coi nó có giúp cho mình xốc đồ vô trong rương không nha. Thì mình sẽ sử dụng cái cây gậy điều khiển nè. Đó, mình sẽ bích vô con chuột một cái, chọn cái này là cái chỗ để nó xốc đồ vô trong này. Rồi cái block đây là cái nhà của nó. Mà nó có lụm đồ không? Mà nó đang cầm cái kiếm trên mình đó, đâu, cho nên nó đâu có lụm đồ được đâu. Đây, chọn vô trong này và chọn cái này chẳng hạn. Đó thì nó có. Ôi, nó tấn công anh chiến binh luôn kìa. Không những tấn công zombie mà nó còn tấn công cả anh chiến binh nữa. Và nó cất đồ vô không? Thử coi nó cất đồ vô không nha. À, nó cất đồ vô nè. À, ok ok, nó cất đồ vô nè. Wow, ngon vậy. Ôi cho kìa, xịn 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 nha. Ôi ơi, nó tự đánh zombie sau đó thì nó cũng sẽ tự giúp cho mình cất đồ vô trong rương luôn. Bốn cái này để mình lấy ra hết nha, để kiểm tra xem coi nó có giúp mình cất đồ vô không. Có rồi nè. Xịn đó, nó đem vô trong rương cất đồ cho mình luôn. Wow, em chuột này xịn quá vậy. Ôi, cưng ghê luôn á. Nó giúp cho mình farm zombie có thêm điểm kinh nghiệm nè, và nó có thể cất đồ vô trong rương luôn. Wow, ngon nha. À, lâu lâu thì ở phía bên trên nó cần phải có thời gian để nó spawn ra đó các bạn, cho nên là nó cũng sẽ cần phải chờ một chút thời gian. Thì trong lúc chờ đợi thì mình có thể mở rộng chỗ này ra để mình có thể có cái đường đi lên đi xuống. À, chắc là mình sẽ làm 2 ô thôi. Ở đây là con số chẵn á, cho nên là mình sẽ làm 2 ô để mình đào lên phía bên trên, mình làm cái đường cầu thang đi lên đi xuống cho nó đẹp nha. Còn công việc trang trí ở đây chắc là mình cũng sẽ cho nó nhanh nhanh qua thôi, trang trí sơ sơ cho nó đẹp ở đây, lắp cầu thang vô các kiểu á để dễ dàng lên xuống là được. Hồi nãy đó các bạn, thì có một cái con zombie nó tấn công mình, nó tấn công bằng TNT á, cho nên là mấy cái rương của mình nó bị nổ. Mình đã dời nó vô phía bên trong này để xa xa khỏi cái khu vực này ra, để khi mà nó có nổ á thì nó cũng không nổ mấy cái rương của mình. Còn trong này là đồ nè. Đồ thì mình có thể test thử em chuột giục đồ ra phía bên ngoài thì em ấy sẽ lụm đồ cho mình nè. Đó, nó lụm đồ và nó có thể ăn và nó cũng có thể đem vô trong rương cất cho mình trong này. Rất là hay luôn. Giục nè. Đó, em ấy sẽ tự động bỏ ở trong đúng không? Bỏ trong chưa? Nó lấy ra 2 cái coi. Đó, nó lụm đồ các bạn. Thịt đồ thì nó sẽ lụm, nhưng mà mấy cái món đồ linh tinh đó mình bỏ bên đây nè. Có khi nó lụm, có khi nó không. Ví dụ như tơ nhện thì có khi nó lụm mà có khi nó không có chịu lụm nữa. Đó, nó không chịu lụm nè. À, đồ bình thường thì nó không lụm, mà thịt đó thì chắc chắn là nó sẽ lụm nè. Đó, nó lụm. Nó lụm, có lụm không? Ủa sao nó không lụm nữa? À, lụm rồi kìa. Nó bỏ trong đuôi cho mình nè. Còn mấy món đồ linh tinh này nó không lụm, chắc là mình cần phải đào xuống phía bên dưới nè. Đó, đào xuống phía bên dưới mình đặt cái đường ray cộng với hopper và xe mỏ hopper rồi đó, để hút hút cho nó nhanh nha. Chứ con chuột thì nó hút chậm quá, nó lụm đồ cũng chậm nữa. Cho nên thôi, bây giờ thì mình sẽ lên. Ôi, trên này tối hả? Thôi mình sẽ nhanh chóng bay lên trên nhà của mình đi ngủ cái. Mình làm cho mình thật là nhiều những cái xe mỏ hopper với lại đường ray được các kiểu, mình lắp xuống phía bên dưới. Mình có thể sử dụng cái cách là cho cái con chuột nó lụm đồ, nhưng mà muốn làm cho con chuột lụm đồ á thì bây giờ thì phải con chuột bình thường như vậy nè, thì qua phía bên đó toàn là lửa không à, thì nó cũng sẽ bị chết á, cho nên là không được. Nói chung là cần phải có con chuột bằng rồng, chuột rồng nữa mới được. Chuột rồng thì lại cần có kim cương và cần có vảy rồng. Vảy rồng thì trong này của mình còn ít quá, không có đủ để làm thêm. Sau này thì nâng cấp đi, bây giờ thì tạm thời sử dụng bằng đường ray bằng sắt thôi. Đó, đường ray bằng sắt kết hợp lại thì mình sẽ cần có cho mình nè, thêm gỗ trong này nè, que gỗ được các kiểu để mình làm luôn. Thì cái này mình cũng sẽ làm nhanh luôn nha. Mình sẽ làm cho mình đường ray nè, rồi hopper luôn. Đầu tư cho tập ngày hôm nay luôn. Mình cần có cho mình thêm 4 cái xe mỏ hopper nữa, đặt lên phía bên trên này. Vậy là xong. Mình mà cho em chuột xài cái kiếm là em ấy sẽ không có lụm được thịt, cũng như là không có ăn thịt được á. Ngậm cái kiếm trong miệng thì đánh thì nó hút máu lại cũng ngon á, nhưng mà không có lụm đồ được. Và mấy anh ở trên này, mấy anh chiến binh, trời ơi, mấy anh chiến binh đang tập trung vào tìm mấy con chuột kìa. Tội nghiệp mấy anh ấy đâu có biết là nó ở dưới này đâu. Thôi mình sẽ nhanh chóng set up ở đây lại luôn. Còn có hopper đúng không, mình sẽ đào cho nó trọng trọng chỗ này ra một chút để mình có thể dễ dàng đi nè. Cái cục đá này mình chuyển thành gạch đá, nó đào đúng lâu luôn. Còn bình thường đào nhanh lắm đó, cục bình thường đào nhanh lắm. Và ở đây thì ủa sao đi xuống dưới rồi? Sao con chuột của mình nó đi xuống dưới luôn rồi? À, chắc là có con zombie nào nó đào lên phía bên trên rồi, kéo ra luôn. Đây thì cũng kéo ra luôn. À, vậy là mình cần có 2 cái hopper thôi là được rồi, 4 cái hopper thôi là được rồi. 6 cái thì nó hơi dư. Và em chuột của mình lên rồi kìa. Đó, nó lên tấn công trên này liền. Tấn công trên này nè em, đừng có lên xuống dưới nữa.
Ok, nó lên rồi. Bích lại luôn. Rồi xong. Mình chỉ cần đặt cái rương xuống phía bên dưới này nữa là được. Rương của mình bây giờ nhiều thể loại quá. ba loại rương luôn. Thôi thì mượn tạm ở đây nha. Ở đây thì mình cũng chưa có xài tới đó, cho nên là mượn tạm ở đây để lắp vào phía bên này luôn. Lắp phía bên này một cái nè. Ở bên đây một cái luôn. Vậy là mình có cái rương và nó sẽ cần phải hút đồ. Hút đồ thì cần có cái xe mỏ cộng với đường ray. À lộn. Đặt lộn. Xe mỏ nè. Đó. Cho nó xây vòng luôn. Rồi, nó xây vòng thì đặt cái xe mỏ vô trong này nữa thôi. Nó sẽ tự động dịch chuyển vòng vòng. À, thêm một xe nữa đi. Đó, nó sẽ di chuyển vòng vòng. Còn dưới này thì mình sẽ niêm phong nó lại luôn. À, niêm phong bằng cách là đặt những block bình thường thôi. Đó, rồi sử dụng gạch đá ở đây thì mình ốp lung tung hết luôn. Ốp lung tung hết cho nó trở nên tự nhiên ở dưới này. Còn trong này có gạch nữa nè. Đó, ốp tùm lum tùm la hết. Đây thì chắc là phải mở rộng chỗ này ra thêm một chút nè. Rồi bích lại. Bích lại bằng cách là sử dụng cho mình những cái cầu thang này. Mình ấp xuống phía bên dưới để che cái xe mỏ hopper lại. Không, cái con chuột của mình nó bay xuống phía bên dưới này, nó lủi trong đó, nó bị kẹt nữa. Ở dưới này thì có thể đặt cho mình những cái này để mình có thể mở được cái rương nè. Có thể đi lên phía bên trên một cách dễ dàng. Chỗ này nó hơi lỗi một chút nha. Nhưng mà không sao, mình có thể dễ dàng đi được là ok rồi đó. Ở đây thì mấy con zombie thì mình sẽ chọc ghẹo nó một cái để kích hoạt con chuột của mình lên. Đó đó, TNT kìa. Ok, có TNT nhưng mà không sao hết. Cái đường của mình đã đặt rất là xa rồi. Và dưới này thì sao? Ok, có cho mình được thịt rồi nè, đó. Ở đây thì cắm cái đuốc ở trên đi. Cắm đuốc trên cao đi. Cắm ở dưới mấy con zombie nó nổ á. Nó nổ hư hết mấy cái đuốc của mình à. Cho nên là cắm ở phía bên trên cho nó cao cao một chút cho nó tạm ổn. Đây. Đó, khi mà mấy con zombie nó spawn ra đó thì em chuột của mình sẽ tấn công và mình sẽ có điểm kinh nghiệm. Và có vấn đề là không thể giải quyết được là cái block này nè. Đó, lâu lâu có con zombie nó đặt. Ôi, rớt mấy cây cúp xịn nữa đúng không? Mới rớt cây cúp xịn nữa nè. Ồ, rớt thêm một cây cúp xịn và có thêm cho mình cái... Hình như có một xe mỏ ở dưới bị hư gì thấy. Ừ, cái vấn đề xe mỏ bị hư nó hơi căng nha. Nhưng mà còn ba cái xe mỏ ở dưới lận, không sao đâu. Nó sẽ từ từ hút đồ cho mình vào phía bên trong thôi. Và zombie ở đây thì nó spawn cũng hơi chậm nữa. Lâu lâu nó mới spawn ra một con. Và cái con chuột thì nó có thể tấn công nè. Và có cho mình điểm kinh nghiệm. Đây, như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã đáp ứng theo yêu cầu của rất là nhiều bạn. Yêu cầu mình là làm cái máy farm điểm kinh nghiệm kết hợp với em chuột bằng cách sử dụng những cái lồng banner á. Thì mình thấy cách này cũng khá là ok. Mình chỉ cần đứng đây để AFK thôi là mình có thể có được điểm kinh nghiệm nè. Có đồ từ những con zombie đó. Nó sẽ tấn công, con chuột nó sẽ tấn công nha. Đó, mình sẽ có được điểm kinh nghiệm rất là đơn giản luôn. Đó, đó, đã chưa? Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình cũng như những nghiên cứu của mình á, thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like, một share cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.